Con nói là con mẹ con muốn thuê mẹ quay quay phim với con. Mẹ bảo mày có trả được tiền tao không mà mày thuê. Hello mọi người. Rót bia đã, mời mọi người. Hôm nay trời khá là oi bức luôn mọi người ạ. Nên là quân phải ngồi ở đây tại vì ngay trên đầu mình là một cái điều hòa cho nó mát. Chứ ngồi cái nóng quá không chịu nổi. Hôm nay con quay trở lại với mọi người với một món khá là dị. Đó chính là dạ con hay sao ấy, con cũng không biết. Hình như là dạ con của con lợn ấy. Con chấm với cả nước mắm gừng tỏi ớt. Và vẫn làm những lá tía tô quen thuộc thôi mọi người ơi. Ok, công tác chuẩn bị đã sẵn sàng. Mời mọi người một miếng nha. Mời mọi người một miếng nha. Rất là giòn luôn mọi người ạ. Mà thơm. Con phải nhờ mẹ con chế biến hộ chứ con cũng không có biết làm cái này. Cái này mà không làm được thì nói chung là ăn khó ăn lắm. Con lợn này là nhà con đi đụng về, thế cho nên là cái này nó cũng sạch. Lợn của các bác các cô nuôi xong là bây giờ giá lợn rẻ quá nên là mọi người chung vào để tự thịt chứ không có phải đi mua, cho nên là rất là sạch. Mời mọi người nha. Quân giảm cân nhưng mà dạo này lại rất hay đi ăn cỗ, mà mỗi lần đi ăn cỗ lại là phải uống bia, cho nên là cân thì giảm rồi nhưng mà bụng vẫn to. Mọi người nhìn này, vì kỹ thuật luộc của mình chưa đạt tới cái mức thượng thừa nên là nó hơi bị thâm một tí, nó không có được trắng tinh ra ấy, nhưng mà thôi vẫn ngon. Hôm bữa con xem ở trên TikTok ấy, có cái anh kia anh ấy làm món đây người ta gọi là cái chàng, à chàng lợn luộc chấm với cả cái gì chấm với cả nước sốt gì siêu cay ấy. Thế là tự nhiên con thèm quá con mới bảo mẹ, thế mẹ bảo ô thịt thịt lợn đụng hôm nọ người ta để lại cho mình nguyên một bộ luôn để tao luộc cho mày ăn. Chứ các bạn mà đi ra chợ các bạn kiếm cái dạ con này này khó kiếm cực luôn mọi người ạ. Ôi dính vào nhau rồi. Ớt ở cây trong nhà đây là cũng là sạch luôn, tỏi cũng thế. Cũng một hộp bia. Mọi người thông cảm nha, hôm nay con không có vào trong nhà quay cho nên là nó hơi bị ồn một tí, tại vì đây là ngoài bến mà nó hơi bị ồn một tí, mọi người thông cảm nha. Lại nói đến TikTok, TikTok mọi người, tự nhiên con thấy mấy em 2000, 2001, 2002 ấy, giờ giỏi quá trời luôn, tự nhiên làm idol TikTok, idol của giới trẻ. Với mấy nhiều cái những cái content mà con cảm thấy là nó rất là hay, ví dụ như kiểu là đọc những cái câu mà ở nổi tiếng ấy, lấy ở trên mạng về xong đọc lại nhưng mà cũng rất là hay luôn.
thú thật với mọi người là Quân cũng đã thử quay rồi mà kiểu giọng của mình ấy nó không có được hay, nó cứ bị Quân không hiểu vì sao luôn. Bên kia thì Quân không nói vậy nhưng mà kiểu về quê ấy, nó là giọng vùng miền nên mình tiếp xúc với cả các ông các bà các cô các bác ấy, cũng nói kiểu như vậy thì là mình lại bị quen đi ấy, mọi người. Quân cũng quay thử xong Quân định đăng lên nhưng mà nghe cái giọng của mình nó chối quá, thế là lại thôi. Quân mới có 22 thôi, Quân muốn làm idol TikTok. Mọi người có thể đưa cho Quân một cái content gì đó, một mình Quân cũng có thể quay mà làm được idol TikTok được không mọi người? Chứ nói mấy cái câu mà kiểu ngôn tình ấy Quân không nói được, tại giọng mình nó buồn cười quá mọi người. Bây giờ mà cũng muốn kiếm người quay chung là cũng khó, tại vì hầu hết là những người bằng tầm tuổi Quân thì bây giờ vẫn đang là kiểu những năm thực tập cuối cùng ấy, và những em nào mà ở quê thì các em cũng đều đi công ty rồi, cho nên là muốn có người quay chung để đóng những cái clip vui chẳng hạn cũng khó, bởi vì các em phải đi làm đến tối mới được về cơ. Cho nên là Quân cũng muốn quay TikTok, tại vì TikTok nhiều cái nó hài quá trời. Quân nói là con muốn thuê mẹ quay phim với con. Mẹ bảo mày có trả được tiền tao không mà mày thuê. Bố bảo là tao trả mẹ mày bao nhiêu năm nay mẹ mày mới chịu làm cho tao, giờ mày về mày đòi lấy nhân công của tao đi thế này à? Ý là bố mẹ Quân đều bận ấy, cho nên cũng không thể mà quay được. Những cái hôm nào mà vui vẻ, hôm nào mà nhàn hạ thì có thể là mẹ sẽ quay giúp cùng Quân, chứ bình thường thì không có quay nổi. Với cả mấy bạn cũng kêu là lập kênh riêng cho mẹ đi, nhưng mà mẹ thực sự là mẹ rất là bận luôn mọi người ạ. Sổ sách này, bình thường nếu mà đông việc quá thì mẹ còn phải ra phụ bán hàng cùng ghi sổ, ghi chép sổ sách rồi nấu cơm nữa. Ngày xưa thì Quân phải nấu cơm, nhưng mà bây giờ thì mẹ nấu cơm hết, Quân chỉ việc cắm thôi. Hôm Quân đặt vấn đề mẹ à, mẹ có muốn làm người nổi tiếng không? Xong mẹ Quân kêu, ui thôi, tao như này đã nổi lắm rồi. Tao không muốn làm người nổi tiếng đâu. Quá bận luôn, ngày nào cũng có việc để làm, hết cái cậu này hỏng rồi đến cái máy xúc kia hỏng. Công việc ở nhà gần như là nó chia rõ ra, mẹ Quân sẽ phụ trách cơm nước và sổ sách, bố Quân là bao quát này, sửa chữa này, rồi quyết định những cái công việc lớn. Còn Quân ở nhà, nếu Quân ở nhà chỉ là râu ria thôi, chỉ là nhờ đi sai cái này, cái sai cái kia, hoặc là hôm nào mà đông khách quá thì sẽ ra bán hàng cùng, và hôm nào mà phải chuyển hàng từ chuyển cát từ ngoài bãi trong ngoài bãi ngoài vào bãi trong thì Quân sẽ là người chạy xe hay là người xúc cát, thấy không? Mọi việc cứ như thế đều đấy chứ, ăn từ nãy giờ mà vẫn còn nguyên. Mọi người nghe tiếng toàn không? Giòn dã man luôn. Kẹp thêm một miếng ớt nữa mọi người.
Ăn thêm một tí rau. Tự nhiên lại có người dọn đá ở ngay đây cho nên là nó hơi bị ồn một xíu. Đợt này mọi người thấy Quân có kiểu bị thay đổi nhiều không? Đem đi mọi người nhỉ? Nhưng mà thôi phải chịu thôi. Ở quê mà như thế này là Quân trắng chán đấy mọi người. Tại vì nó nóng quá Quân không có chịu mặc áo đi nắng được cho nên cứ như này đâu. Hôm nào mà lịch sự hơn thì mặc cái quần dài và không thì cứ quần đùi. Còn Quân thì đã hơi hơi no no bụng rồi nên là thôi. Hết rồi mọi người ạ. Mà cũng no no bụng rồi nên là thôi xin phép được dừng clip ở đây.